ẩm thực Hà Nội là một trong những trải nghiệm rất là thú vị dành cho du khách. Giữa vô vàn các món ăn ngon của Hà Nội thì ngày hôm nay tôi cùng với một số người bạn của mình sẽ giới thiệu cho các bạn những món ăn ngon ở Hà Nội nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi ăn phở. Phở ở Hà Nội chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua. Phở xếp thứ 28 trong top 50 món ăn ngon nhất thế giới được CNN bình chọn. Khi mà đến với Việt Nam thì các bạn sẽ không thể nào bỏ qua được phở, món phở. Hôm nay là tôi cùng với cả em họ dẫn hai nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ở Đức đến ăn phở tại phố Hàng Vải. Giờ chúng ta hãy vào chỗ ngồi và cùng xem là phở trông hấp dẫn như thế nào nhé. Thank you. Rồi, ok, xin mời. Đây là phở Hà Nội đây ạ. Đã. Phở Hà Nội rất là ngon với nước dùng hầm với xương hàng giờ này. Nước dùng thanh hầm xương hàng giờ đồng hồ này. Và sợi phở rất là tươi. Sợi phở rất là tươi ạ. Ăn cùng với cả có thể là thịt bò hoặc là thịt gà. Và đây là bát phở bò. Đây là phở bò, đây là bò này. Yeah, try it. Chúng ta hãy cùng xem là Alex thử thì nói như thế nào nhé. Alex đang thử. Ngon. Alex nói rất là ngon. Khi mà đến với Hà Nội nhất định các bạn sẽ phải thử phở nhé. Đây sẽ là cách người Hà Nội ăn phở ạ. Thường thì là người ta sẽ cho một chút tương ớt vào bát phở, rồi kèm thêm một ít giấm tỏi và ăn chung với cả quẩy. Những chiếc quẩy màu vàng đây ạ. Đó. Chúng ta bây giờ là sẽ đến cà phê trứng. Cà phê trứng là món cà phê rất là độc đáo ở Hà Nội. Đây là món cà phê rất là đặc sắc ở Hà Nội đấy ạ. Cà phê trứng. Từ rất là lâu đời, từ năm 1946. Cà phê trứng. Đi nào. Quán cà phê khá là nhỏ thôi nhưng rất là đông khách bởi vì ở đây rất là nổi tiếng nhá. Chúng ta sẽ đi lên tầng 2. Kia rồi, ba người bạn của chúng ta ở trong này rồi nè. Hai khách này ngồi đây một mình. Rồi mình ngồi đây ngồi nói chuyện bên này được không? Chúng ta hãy cùng vào xem gọi và sẽ xem cà phê trứng trông như thế nào nhé. Cà phê trứng đã ra. Nhân viên vừa mang cà phê trứng ra đó. Đây là cà phê trứng các bạn nhé. Cà phê trứng ấy thì sẽ là có một lớp trứng màu vàng kia ở phía trên, còn đâu là một lớp cà phê màu đen ở phía dưới. Khi mà uống cà phê thì sẽ cần phải quấy đều lên các bạn nhé. And now, can you sit there for photo? Ngọc Anh. Cà phê trứng ở Hà Nội thì có những quán nào thì là ngon nhất? Hà Nội có rất nhiều quán cà phê trứng nhưng mà đặc trưng nhất thì em đánh giá cà phê Giả. Cà phê Giả Hà Nội chúng ta đang ngồi ở đây là một trong quán cà phê lâu đời, rất là ngon.
cái này thì như em bản thân em là một người không biết uống cà phê, nhưng mà em uống cà phê này chưa từng xem là vì có lớp trứng ở trên rất là béo vậy mà còn và như thế là lượng cà phê cũng ít thôi và rất là nhẹ. Các bạn anh thử bán anh nha, rất là ngon, rất là đặc trưng và rất là muốn trong trời mùa thu này các bạn uống một cốc cà phê thì các bạn sẽ không bao giờ muốn tiếc đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi thưởng thức một món đặc sản nữa của Hà Nội, chả cá Hà Nội. Đây là món cá ướp được nướng trên than hồng và sau đó được xào trên chảo mỡ. Các bạn nhìn thấy này, Alex và Hainer khi mà tôi đi cùng họ giống như là tôi đi cùng với cả hai vệ sĩ vậy. Tôi quên mất là chưa giới thiệu với các bạn về hai người bạn người Đức của chúng tôi. Thực ra thì anh Alex và anh Hainer là đến từ gia đình thông gia với gia đình của chúng tôi. Nên lần này họ sang Việt Nam đi du lịch sẽ được chào đón như là các thành viên của gia đình chúng tôi vậy. Trong suốt mấy ngày qua chúng tôi đã đi du lịch cùng với nhau rất là vui như thế này. Và vào buổi tối ngày hôm nay là gia đình tôi là cùng nhau tụ họp và ăn chả cá tại một nhà hàng ở phố Hoàng Cầu ở Hà Nội. Không gian nhà hàng ở đây cũng rất là thoáng và khá là thoải mái đúng không ạ? Tôi thấy rằng nhà hàng này khá là sạch sẽ đấy, khá là tốt. Nhưng mà các bạn chắc là để ý cũng thấy là người Việt khi đi ăn thì khá là ồn ào phải không ạ? Bạn ở bên cạnh họ đang có một buổi tiệc, có thể là sinh nhật hay là một tiệc gì đấy. Thế là họ nói cũng khá là to. Bây giờ thì chúng ta cùng xem là chả cá thì gồm có những gì, rồi chả cá thì sẽ ăn như thế nào nhé. Đầu tiên mà khi nói đến món chả cá thì nước chấm của nó là mắm tôm. Đây là một loại nước chấm truyền thống của Việt Nam. Mắm tôm thì khá là nặng mùi và cũng rất là khó ăn với một số người, ngay cả với người Việt nhé. Nên khi mà các bạn không ăn được mắm tôm thì cũng không sao đâu, các bạn có thể lựa chọn là nước mắm để chấm. Đây là cách pha mắm tôm ạ. Chúng tôi thường cho một vài lát ớt tươi vào này, rồi vắt một ít quất vào, sau đấy thì đánh đều lên, đánh bông lên và sẽ tạo ra được món nước chấm mắm tôm. Đây rồi, một mâm chả cá đầy đủ đã xuất hiện. Chả cá thì thường ăn với cả bún. Đây là bún ạ. Và sẽ ăn cùng với cả một số loại salad rau. Rồi cá thì sẽ được đảo ở trong chảo cùng với cả hành như thế này ạ. Cá thì thực ra là đã được làm chín trước khi mang ra đây rồi, nên là giờ thì chỉ cần làm nóng lên là có thể dùng được rồi. Đây là món nộm rau má. Món này rất là ngon đấy ạ. Còn đây là món nộm hoa chuối ạ. Ở nhà hàng này thì các món nộm rau ấy, món nào ăn cũng dễ ăn ạ, rất là ngon. Hai người bạn người Đức của chúng tôi dù là ăn các món nộm rau rất Việt Nam như thế này nhưng mà họ cũng rất là thích ạ. Còn đây là món cuối cùng mà chúng tôi gọi trong cái bữa đi ăn chả cá. Cháo đậu xanh nấu cá. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình. Xin chào, hẹn gặp lại.